Chào các bạn, hôm nay mình đi chợ mình mua được một ít khổ qua cà ớt về mình xót cà cho gia đình mình hôm nay. Mà các bạn cùng theo dõi nha. Thì mình mua khổ qua cà ớt với lại vài trái cà chua. Cà chua mình rửa sạch, mình băm nhuyễn. Đây là cà chua thành phẩm sau khi mình băm nhuyễn như vậy nè các bạn. Bắt tỏi lên mình phi cà chua trước nha các bạn. Thêm với lại 2 muỗng đường, một tí xíu bột ngọt, một thêm và một ít nước mắm. Và mình cho vô một ít nước lạnh nữa nha các bạn. Sau đó mình bỏ tất cả khổ qua cà ớt vào, mình xót cho nó thấm đều hết vào cái khổ qua cà ớt của mình. Mình ăn kèm cùng với canh cua đồng. Bữa cơm của mình đã hoàn thành rồi nè, bây giờ mình mời các bạn dùng cơm với mình nhé.